luôn sẵn sàng thử thách bản thân, mạnh mẽ vượt qua những giới hạn và trong một số trường hợp là cả quan niệm của xã hội. Phụ nữ quân đội ngày nay đang ngày càng chứng tỏ sự độc lập, bản lĩnh, năng lực của bản thân và tỏa sáng theo cách riêng của mình. Trong một môi trường làm việc đòi hỏi tính kỷ luật, ý chí, sự mạnh mẽ, tưởng như là khó phù hợp với nữ giới. Nhưng với niềm tự hào là con cháu của bà Trương Bà Triệu, cán bộ hội viên phụ nữ trong toàn quân đã và đang trở thành những bông hoa có tri thức, có trí tuệ, sức sáng tạo và cả sức mạnh trong thời đại mới. 2 năm liên tiếp, đại úy quân nhân chuyên nghiệp Đào Thị Hằng được vinh danh cho giải thưởng âm thanh xuất sắc trong Liên hoan phim Việt Nam, nơi hội tụ và tôn vinh các tác phẩm điện ảnh mới, các nghệ sĩ có thành quả nghệ thuật nổi bật. Đây chính là trái ngọt mà nữ nhân viên thiết kế âm thanh của điện ảnh Quân đội Nhân dân có được sau 10 năm gắn bó với nghề và cũng là ước mơ của bất cứ người làm phim, nghệ sĩ trẻ nào khi đang hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh. Và Đào Thị Hằng mang theo khát vọng tâm huyết và tài năng của mình đã để lại dấu ấn đầy tự hào của phụ nữ quân đội trên một sân chơi lớn của đất nước. Trước mỗi một tác phẩm mà tôi được giao nhiệm vụ, tôi đều đặt ra cho mình những cái yêu cầu riêng. Người làm âm thanh thì không có một công thức chung nào cả. Đó là sự cảm nhận của mỗi người về mỗi tác phẩm. Nhiều lúc mà mình có thể không sử dụng tiếng động hiện trường, nhiều lúc mình phải sử dụng những cái tiếng động mà mình lồng thêm vào. Nhưng làm sao mà đạt hiệu quả tốt nhất? Mà tôi luôn trăn trở là làm sao mà mỗi một phim đều có những cái dấu ấn riêng, âm thanh riêng, tạo được cái điểm nhấn của phim. Chúng tôi rất là tự hào cho đến thời điểm này, có thể nói là điện ảnh quân đội đang sở hữu những cán bộ trẻ có năng lực chuyên môn, có trình độ và đặc biệt là rất là tâm huyết, yêu nghề. Và Đào Thị Hằng là một trong số những đồng chí cán bộ trẻ như thế. Luôn đặt mục tiêu tìm tòi thách thức, làm động lực cho sự sáng tạo. Tinh thần đó đã đồng hành cùng với chị Nguyễn Trần Ngọc Linh, Giám đốc Trung tâm Phân tích Dữ liệu, Tổng Công ty Viễn thông Viettel trong rất nhiều năm qua. Và cũng chính từ đây, thành công đến với chị như một kết quả tất yếu. Với khát vọng được phân tích dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo vào tất cả các mảng dịch vụ và hoạt động tại tổng công ty nhằm tối ưu chi phí và góp phần vào quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ của đơn vị, Ngọc Linh đã tích cực đề xuất xây dựng, triển khai nhiều hệ thống sản phẩm ứng dụng phân tích dữ liệu mang lại giá trị cao cho doanh nghiệp, đạt nhiều giải thưởng trong nước cũng như quốc tế. Không chỉ là một trong những nữ thủ lĩnh của nhiều dự án công nghệ quan trọng của Viettel, cô còn trở thành đại sứ truyền cảm hứng cho rất nhiều phụ nữ theo đuổi công việc, dễ bị định kiến là chỉ dành cho nam giới. Đặt mục tiêu cao cho bản thân và luôn luôn cố gắng trau dồi những tri thức, những kiến thức cho mình và một cái tập thể mà luôn luôn có mong muốn học hỏi, luôn luôn tìm tòi và sáng tạo, thì đấy là những cái điều mà tôi thu nhận được trong quá trình từ lúc làm nhân viên rồi đến quản lý nhóm nhỏ, quản lý nhóm lớn rồi đến vị trí quản lý cả một trung tâm. Thành công sẽ mỉm cười với người kiên trì ở lại cuối cùng, chứ không phải là những người bỏ cuộc. Không chỉ có quân nhân chuyên nghiệp Đào Thị Hằng hay nữ giám đốc Nguyễn Trần Ngọc Linh mà còn rất nhiều các cán bộ hội viên phụ nữ trong toàn quân đang hàng ngày hàng giờ miệt mài theo đuổi đam mê, khẳng định bản lĩnh trí tuệ của mình trên hầu khắp các lĩnh vực công tác trong nước cũng như quốc tế, có những đóng góp xứng đáng để góp phần xây dựng hiện đại hóa quân đội. Và dù trên lĩnh vực nào thì chị em đều là những bông hoa đẹp với hương sắc rất riêng.